cuối đó con cô tô và thầy năm nó được có sức khỏe là thế mới nó bổ sung viên trộn lên cho con cho cô tô cái chuyện cuốn đi đó nhớ nha cái cuốn đó nó sẽ cho các con biết liều lượng trên đó được không nè rồi còn một cái nữa là nhờ Di thông báo các bạn từ sau đi đủ để cho bố cho các bác ôn lại hết hệ thống quá phải là con nhớ đúng không còn nếu mà các bạn đó không kịp đi nữa thì con thương tất cả các bạn đó cho học nội thông quá quá từ bố và cho nội thông quá sẽ có nhắc lại một số bài trọng tâm để cho tụi con thực hành trong đó có tim mạch nhớ không nè và báo luôn là sau khi tụi con học cái này rút kinh nghiệm thì sau này các con sẽ được học bài an thì qua ngày hôm sau tụi con sẽ được hỏi về sơ đẳng cái kiến thức chung nhất không cần là phải cái sâu xa nữa cái chung nhất mà có thể là nó chỉ nông sàn được và sự tiến và các con sẽ bị hành liên tục như vậy có thể là nếu mà một tuần 3 ngày thì là 4 tháng hoặc 3 tháng còn nếu mà một tuần 2 ngày 6 tháng nữa là các con sẽ bị quần liên tục thì các con mới giữ được còn nếu không là các con sẽ không giữ đúng không nè rồi giờ chấm dứt bài kiểm tra nha không để ý nữa rồi bây giờ trước khi mà chúng ta nhận bài kiểm tra lại thì thầy có kể cho các con một chuyện ba đây ba phút kể cho các con chấm dứt chết là các con biết mà chúng tôi quen các con làm thì các con muốn nên có khó đúng không? Phải có một thời gian vừa nịnh vừa phụ trưởng trong đó có nhiều thầy cũng nịnh là đúng các con để được các con đi làm các con có hình dung mà các con bất động rồi dù chưa được vô tình các con vô tình ví dụ con thấy tự nhiên cái ông A nó trong lúc đó con cảm thấy như vậy á một là các con đọc viên ông nói mà dù khi ông tự ái ông nào thương á thì không sao còn ông nào ghét tự ái chứ để thằng này bắt đầu cũng có vấn đề gì đây nên tụi con cũng mệt nên tụi con nghỉ chị theo mỗi tình huống tại vì mình sinh sau đẻ muộn với ai thì đối với điều dưỡng á các con nhất là những cái bài điều dưỡng mà như đâu khoa trung ương mà làm ICU qua nhớ bài mặc dù mà không có là bác sĩ không có biết cơ chế đâu nhưng mà bác sĩ viết kiếm bắt buộc bài các con viết sai thì điều sai cho bố là bất chề mà chúng bắt đầu xung phạm của mình tự ái cái bà nào thương tụi con cũng sao mà cái bà nào hơi khó khăn hơi chảnh chảnh chút xíu nên các con kỹ tí nhớ không? Rồi khi mà lên cấp khó và các con biết các con vừa tốn tiền mà vừa tốn thời gian mà còn phải tốn định nó mới chậm lên rồi nghĩa là cái thời gian qua còn lâu hết chứ lên cấp khó các con biết sao đi làm cực kỳ cực thủ trưởng giao cấp trưởng làm trưởng ban giao con khó làm đó các con biết không không khó làm cực kỳ cực mà tới chừng khen thưởng không thủ trưởng quán tại vì cấp khó thường hay chịu chuyện cho thủ trưởng nhưng mà cái ông cấp khó ông tức quá ông mới đặt ra gì mình không thứ nhất nó khổ gì mặc dù cấp khó là học hai nghìn ví dụ giám đốc bệnh viện cực kỳ dở ông có giám đốc chuyên môn cực kỳ giỏi nhưng có khen bệnh viện đó là kêu ông giám đốc có phát biểu cái đâu kêu ông có giám đốc nào phát biểu đâu con mình biết không nên cái gì cũng chỉ có một câu mà mình chẳng phải thôi giờ mình đang đuổi bằng cái câu gì không khi mà làm văn bản gì đó người ta gây văn bản là giao phó cho anh An đúng không là giao cấp phó cho mình đúng không giao phó anh An chứ đâu có giao trưởng cho anh An để làm đúng không giao phó là giống như cấp phó này hoặc thời xưa từ cái thời xa xưa ông bà mình á tập đã biết cấp phó quan trọng mình nói cái gì cho mình đỡ cũng tăng lên chứ đôi chừng bên nhiều không về về gì nào đó mới có bổ nhiệm các con phó ba làm sao thì sao ông bà mình nói gì ta giao phó trong việc tham chú toàn mọi việc nghĩa là từ thời xa xưa ta nhắc mạnh vai trò cấp phó rồi đúng không còn một cái cấp phó nữa là cấp phó biết không cái gì cũng có hết còn một cái nữa là nó không đổ qua luôn chưa bệnh nhân mà có tử vong cô thấy đâu có chịu cấp dưỡng mà để cáo phó đâu cáo dưỡng đâu đúng không rồi đồng ý không đồng ý nha còn một cái nữa nó đặt ra một câu thơ để nó phản bác để nó cấp dưỡng mà xong cấp khó chịu khó ngồi chơi đợi thành cấp trưởng đi đời đơn thân nghĩa là nó phải gán nén đọc đi đợi đi chết để cho cấp trưởng có tương lai nghĩa là nó ngồi để mà gì nó phụ thể
nha. Nâng tay cho cô quay nghe đạo xạo trong tóc chủ đi nằm mình lên. Bây giờ có cần nhặt sơ lại 5 phút về vấn đề sinh viên.